Computer. Ok, xin chào cả nhà, mình là An. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một câu chuyện mới. Mình tiếp theo với cái chủ đề là postcard trong cái hội Mẹ Việt làm nghiên cứu sinh. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chị Nguyễn Thị Diễm Hà. Thì trong nhóm mình thì chắc cũng không có ai xa lạ gì nữa đâu. thì hôm nay chị Hà sẽ chia sẻ cái câu chuyện của chị Hà về cái cách mà chị cùng con lớn lên, nhất là cái giai đoạn mà chị hỗ trợ con trong cái hòa nhập trong cái môi trường mới khi mà con theo mẹ sang học PhD tại UK. Và sau đó quay trở về thì cái giai đoạn mà con tuổi tiền tinh 11, 12 gì đó thì cũng sẽ có những cái nổi loạn. Và chị Hà sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chị Hà cùng con trải qua cái giai đoạn đó như thế nào. Vậy xin mời chị Hà giới thiệu sơ sơ lược một tí xíu về mình lại. Xin mời chị ạ. À, chào tất cả mọi người. Thì mình là Diễm Hà. Mình tên đầy đủ của mình là Nguyễn Thị Diễm Hà. Và hiện tại thì mình đang ở Việt Nam. Mình học tiến sĩ ở Anh trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019. Lúc đó mình mang con gái theo. Con gái lúc đó được 9 tuổi, 8 tuổi, gần 9 tuổi. Và con gái ở với mình toàn bộ cái thời gian mà mình sống ở bên Anh. Sau đó thì vì một số lý do cá nhân và cả cá nhân và cả về những cái vướng mắc ở trong học thuật, cho nên là mình đã tạm dừng học một thời gian. Và bây giờ thì mình đang ở Việt Nam. Cái tình trạng học của mình bây giờ vẫn là suspending, tức là tạm tạm dừng, tạm bảo lưu. Mình chưa có thời gian quay trở lại. Cho nên là mình cũng rất là ngưỡng mộ các mẹ ở trong nhóm của mình, các mẹ cũng rất là tài giỏi. Còn mình thì mình có thể tự tin là mình nuôi dạy con khá là tốt, nhưng mà khi mà mình tập trung vào một thứ nhiều quá ấy, thì có thể là những cái thứ khác nó sẽ bị sao nhãng đi. Nên là nếu mà nói về kinh nghiệm để cân bằng được cả hai thì có lẽ là mình chưa phải là một cái ví dụ tốt lắm. Tuy nhiên là có thể là có thể chia sẻ được với các mẹ khác về cái vấn đề dạy dạy con và giúp con khôn lớn lên như thế nào. Thì có thể mình chưa được, hiện tại chưa thành công lắm về về học thuật, chưa đi được đến đích cuối cùng. Thế nhưng mà mình thấy là mình rất là thành công và trong cái việc mà giúp con lớn lên và giúp con trưởng thành trong cái giai đoạn mà mẹ còn đang đi học, và giúp con hòa nhập tốt, cũng như là giúp con gọi là được lợi, được hưởng lợi được từ rất nhiều cái nền giáo dục ở Anh và cái môi trường sống như học tập ở Anh. Hiện tại thì mình đang là sáng lập viên của một cái trung tâm tiếng Anh của mình có tên là Patronus English. Ban đầu thì nó chỉ là các lớp học thôi, nhưng hiện tại thì Patronus English có khá là nhiều các cái dịch vụ khác, ví dụ như là chương trình dã ngoại bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Việt, chương trình trại hè và dịch thuật. Và sắp tới thì có thể có cả trại hè quốc tế. Tất cả những đều đến rất là tình cờ thôi. Thì nếu mà trong một cái chủ đề khác thì mình có thể chia sẻ thêm Sẽ để hiện chị vào một hiểu. chủ đề khác về cái đó. Chị thành lập cái Patronus vào năm nào chị ha? Khi mà mình về nước, thực ra Từ chính ha. 2019, mình về nước năm 2 tháng 4 năm 2019, thì kế hoạch ban đầu của mình là mình tiếp tục hoàn thành cái luận án của mình và sau đó trở lại hoàn thiện nốt. Thế tuy nhiên là trong cái thời gian đấy thì có một số vấn đề thứ nhất là gia đình nhỏ của mình không được tốt lắm, và mình cũng ly hôn trong năm đó, tức là tháng 8 thì mình ly hôn, và tháng 9 thì mình thành lập Patronus, và đến cuối năm là tháng 11 thì mẹ mình phát hiện bị ung thư. Nên là mình đã giúp mẹ chống chọi được một năm, tức là cái năm sau thì sức khỏe của mẹ khá là tốt. Thế tuy nhiên là mẹ cũng vẫn không qua khỏi, và hiện tại thì bố mình đang sống một mình, nên là hai mẹ con mình lại sống với bố. Cho nên là nó rất là nhiều các cái yếu tố để tác động đến để thay đổi cái kế hoạch ban đầu của mình. Thì kế Những hoạch ban đầu của mình là mình về để mình hoàn thành nốt luận án, nhưng mà khi mà có một số thứ xảy ra và công việc kinh doanh của mình khá là tốt, nên là hiện tại là mình chưa sẵn sàng để mình quay lại. Thế là
Mọi người theo dõi cái trang face của chị thì cũng thấy là chị rất là dày đặc lịch, kín lịch, mà nhìn face thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nên là xem face thì cũng ảnh hưởng ké. Mà có một dịp nào đấy thì mình có thể có cái chủ đề về nghiên cứu sinh làm kinh doanh chẳng hạn. Dạ, kiến cứu sinh startup. À, vậy thì bé của chị hiện tại bây giờ là mười mấy tuổi rồi ha? À, bạn năm nay chuẩn bị sang lớp 12, tức là bạn 17 Dạ, tuổi rồi. tuổi bẻ gãy sừng trâu đó. À. Vậy thì mình quay trở lại cái giai đoạn mà chị học PhD từ 2015 đến 2019 đó. Thì chị có thể chia sẻ với mọi người về cái cách mà chị giúp con hòa nhập môi trường mới như thế nào đó. À, cái này cũng là cái mà mình rất là tâm đắc. À, mình chưa khoe được nhiều về cái thành tích học tập bởi vì nó vẫn chưa xong. Nhưng mà cái việc mà nuôi dạy con và giúp con hòa nhập cũng như là giúp con hưởng lợi được nhiều nhất cái nền giáo dục ở Anh cũng như là cái môi trường sống và học tập ở Anh thì mình nghĩ là mình đã làm khá là tốt và thành công. À, con mình sang khi bạn đấy còn một vài ngày nữa thì bước sang tuổi lên 9. Nên là bạn ấy sống ở đấy từ 8 tuổi cho đến 13 tuổi. Theo mình là nó là cái tuổi khá là đẹp để có thể hình thành được về nhân cách cũng như là về cái quan điểm sống. Mình có kế hoạch đi học nước ngoài từ năm 2008, tức là lúc đấy con mới 2007 ấy, tức là con còn chưa đi học lớp 1. Thì nếu mà mình đi khi mà con còn nhỏ như thế thì có được cái lợi là có thể tiếng của các bạn sẽ rất là tốt bởi vì nó sẽ gần như là bản xứ. Tuy nhiên là mình cũng không hối hận khi mà con mình đi lúc mà bạn đã được 8-9 tuổi bởi vì lúc đấy tiếng Việt thì rất là ổn rồi. Nếu mà các bạn nào mà cho con đi quá sớm thì thường là cái việc khôi phục lại tiếng Việt của các bạn rất là khó khăn. Nhưng mà bạn như nhà mình thì đã biết đọc viết viết ổn định rồi. Nên là khi sang Anh thì bạn vẫn giữ được tiếng Việt mà tiếng Anh của bạn cũng rất là tốt. Như này khi 8-9 tuổi là sang bên Anh là lớp 4 mà bạn vẫn chưa gần như là vẫn chưa nói được một từ tiếng Anh nào đâu. Cái lúc mà bạn mới sang là bạn đúng như kiểu là sau này khi mà bạn kể lại với mình là như là UFO ấy, đến một hành tinh khác ấy và người ta nói cái gì, người ta làm cái gì mình chẳng hiểu gì cả. Nên là mình cũng có thể chia sẻ được là cái cách mà bạn ấy từng bước để hòa nhập được với cộng đồng đến như thế nào. Tất nhiên là cái case của mình thì nó rất là nhỏ. Thứ nhất là cái độ tuổi có thể là nó không giống với độ tuổi của các mẹ khác ở đây. Thứ hai là cái đất nước của mình sống thì là nước Anh thì có thể sẽ khác với một số các phụ huynh khác, các mẹ khác khi mà ở Mỹ hoặc là Úc chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy là cái việc chọn trường cho con rồi chọn cái môi trường học tập cho con cũng rất là quan trọng. Nó có rất là nhiều thứ nhưng mà trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện hôm nay thì mình sẽ chỉ nhặt ra một số thứ mà mình cảm thấy tâm đắc. Và cái này thì dựa trên một cái bình luận của mình tư vấn cho một mẹ đang lo lắng về việc là làm giúp cho con hòa nhập ở Anh. Nên là mình sẽ lấy ở đó luôn. Nếu như mà có mẹ nào đã đọc rồi thì có thể sẽ thấy là bị nghe lại một lần nữa. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không thừa. Thì thứ nhất là khi mà mình chọn trường học cho con thì mình nhắm vào các trường có tỷ ban đầu thôi nhé, đây là mình đã không nói là cái tốt mà mình anh chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân thôi và cái thành công nó cũng tình cờ thôi, chứ còn ban đầu thì mình có nhiều kế hoạch và nó không đi theo kế hoạch của mình lắm. Tức là lúc đầu khi mà mới sang thì mình nghĩ là mình sẽ nhắm vào những trường có tỷ lệ native cao vì nghĩ là sang đến đây rồi thì phải học với người bản xứ, nhưng mà chọn là một chuyện, còn sau đó thì ở Anh thì lại do hội đồng thành phố xếp nên là mà con mình sang vào giữa chừng nên là cái trường đầu tiên còn chỗ nó lại nằm ngoài ba cái trường mà mình lựa chọn. Tỷ lệ học sinh có gốc nước ngoài rất là nhiều, nhưng lại là môi trường rất là thân thiện từ thầy cô tới bạn bè. Trường còn cử một bạn gọi là buddy để kèm, bạn ấy sẽ hướng dẫn con làm gì đi đâu để con quen. Hồi đó con mình thì chưa biết một tí tiếng Anh nào nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng không chắc là đúng vì lúc đó con chưa biết tiếng thì có thể tưởng là bạn đấy là cô giao cho làm nhiệm vụ buddy thôi, nhưng mà thực tế có thể là chỉ là một bạn bạn ấy chủ động làm quen thôi. Và sau này thì qua bạn bè của con có chia sẻ lại với mình là những trường có tỷ lệ mà người bản xứ cao ấy thì sự hòa nhập và thân thiện nó lại càng thấp
Mình không biết ở các trường khác như thế nào. Và tất nhiên cái này là nó không mang tính đặc trưng nhá, nó chỉ là cái trải nghiệm của cá nhân mẹ con mình thôi, có thể là nó không đúng. Như trải nghiệm của bạn đấy, như trải nghiệm của các bạn của bạn đấy, thì ở những trường mà có tỷ lệ người bản xứ cao ấy thì cái sự hòa nhập và thân thiện nó thấp hơn. À, tất nhiên là có thể cái này nó là trùng hợp chứ không phải lúc nào cũng cũng đúng. Và có một cái điểm nữa là nếu như có thể thì mình sẽ chọn cái tỷ lệ học sinh nước ngoài nó cao một chút. Tất nhiên là không cao quá theo kiểu là cả trường đều nước ngoài. Có thể khoảng 50 hay là 60%. Thì mình nghĩ là các bạn ở trong đấy ấy, cái sự mà chấp nhận một người bạn đến từ một nước khác ấy, nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đừng nửa học kỳ thì con chuyển sang trường mới là cái trường công tốt nhất của county của Hàn. Cho nên là mình cũng cảm nhận là nó tốt hơn hẳn từ thái độ của học sinh với quan tâm của thầy cô rồi nội dung học. Sau này lên trung học con vẫn nhận xét trường tiểu học cũ là có vẻ rất là đẳng cấp. Ở đây thì The có bạn ấy gọi là classy. best. Ở đây thì con có một cô giáo kèm tiếng Anh riêng. Cũng rất tình cờ là bạn đấy là người Anh và bạn ấy lại cùng học học PhD cùng trường với mình, như bạn ấy ngành lịch sử còn mình ngành ngôn ngữ. Và tình cờ là hai hai người đã chơi với nhau từ trước rồi. Bạn ấy làm trợ giảng cho trường tiểu học của con mình. Một cái nữa là ở trường này thì con rất là nhanh chóng có một nhóm bạn thân đều là gốc Đông Nam Á, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Và các bạn này thì đều có bố đang học PhD cùng trường với mình luôn. Nên là các bạn mẹ thì cũng nhanh chóng thành bạn với nhau. Chứ khác là các bạn mẹ thì là đi theo để phục vụ gia đình, còn mình thì mình làm hết từ A đến Z. Các bạn kia là bố đi học PhD, còn mình thì là mẹ Mẹ đi học theo rồi. và Mẹ mẹ cũng nuôi con luôn. Mẹ làm hai vai trò luôn. Bởi vì mình thì bố bạn Như không đi theo, bố bạn Như có sang sống cùng 6 tháng. Sau đó thì bố bạn Như về hẳn nên là cũng không hỗ trợ nhiều lắm, nhưng mà mình cũng phải thừa nhận là 6 tháng mà bố bạn Như ở đấy thì hỗ trợ rất là tốt và mẹ tập trung vào công việc của mình rất là tốt. Thế nên là mà các bạn nào đã mang được chồng theo và chồng hỗ trợ mình thì là điều rất là tốt. Còn nếu mà không làm được thì các bạn sẽ phải tính nha, về chuyện mang con hay là để con ở nhà, vì có thể sẽ như mình rất là tốt cho con, đến bây giờ mình vẫn không hối hận, và nó đúng là một cái tấm vé thời gian một đi không trở lại. Nhưng mà mình cũng thấy là rất là may mắn là con sống với mình ở bên Anh để con có được cái sự trưởng thành như bây giờ. Thế nhưng mà việc học học của mình thì rất là ẹ, cho nên là tùy các mẹ nha, các mẹ sẽ đặt lên bàn cân và xem như thế nào cho hợp lý với hoàn cảnh của gia đình mình nhất. Cái này Thế là nên một là hy sinh ha. à, Hy sinh tương lai của mẹ cho tương lai của con. đúng rồi, có thể là sẽ tìm được một case nào đấy mà nó làm tốt hơn mình. Tức là một mẹ mà cân được cả hai ấy, thì mình cũng rất là muốn để học hỏi mẹ đấy xem làm như thế nào. Mình là mình hơi bị nghiêng về về con quá. Đó là trong cái case của chị thì nói chung là có nhiều cái nó xảy ra mà chị vẫn chưa có thể nào vượt qua được nó, nên thành ra là chị vẫn bị khúc mắc ở cái giai đoạn là chưa thể balance được cái công việc nè, học hành nè, con cái nè đó, nên thành ra là chị bị ao một cái. Không phải một cái, hai cái đúng không, nhưng mà cái kia thì lại không có xuất phát từ nguyên nhân từ chị đó. Thì cái của chị là về vấn đề con cái chăm sóc, thì trong cái giai đoạn đó đó thì cái trường hợp mà cái giai đoạn mà chị có 6 tháng có chồng và hỗ trợ đó thì không nói rồi ha. Trường hợp mà khi mà chồng về rồi hoặc là những cái giai đoạn sau này không có chồng bên cạnh á, thì chị dành thời gian cho con như thế nào, học hành như thế nào, lúc đó chị có làm thêm không? Đó, chị làm thêm nhiều ấy, bởi vì chị À, cũng không có hỗ trợ tài chính, chị cũng không không có hỗ trợ tài chính từ từ chồng. Mà cái giai đoạn đầu thì là cái giai đoạn mà mình rất là nhớ chồng ấy, nên là mình tiết kiệm để mình mua vé cho chồng sang chơi với cả dẫn gia đình đi du lịch nữa cơ. Nên là mình lại càng cày nhiều.
Mình có một cái khó khăn nữa của mình, đấy là vấn đề tài chính, tức là mình không có hỗ trợ, không có nguồn hỗ trợ tài chính nào khác ngoài bản thân mình. Để nói về cái giai đoạn đấy thì tức là tâm lý trước nha. Nếu như mà các bạn có xem cái talk lần trước của mình với bên Hội Mẹ Việt làm nghiên cứu sinh ấy, về về hôn nhân gia đình ấy, thì mình cũng đã có chia sẻ là cái giai đoạn mà khi mà chồng mình mới về, và thực ra là cái kế hoạch này là không được bàn trước, nên là mình bị bất ngờ và mình bị, nó gọi là như kiểu sang chấn tâm lý mất vài tháng, bởi vì anh ấy cũng không khẳng định là anh không sang nữa. Nó gieo cho mình một cái hy vọng ấy, là có thể là đây chỉ là về chơi tạm thời thôi, rồi rồi bố nó sẽ sang. Thì nếu mà bố nó sang thì cái routine hàng ngày của như cũ, mà nếu mà đã xác định là không sang nữa, và mình là vừa là bố vừa là mẹ, và mình vừa học và mình vừa đi làm, thì lúc đấy là mình đã phải lên kế hoạch khác. Nhưng mà cũng phải mất, mình nghĩ cũng phải tầm 6 tháng ấy, mình hiểu được ra vấn đề là bố như sẽ không sang nữa, và bây giờ là chỉ có mình chống chọi thôi. Thì lúc đấy mình mới bắt đầu lên kế hoạch lại. Nếu như mà mình được xác định cái tư tưởng từ đầu ấy, thì có thể là sẽ giúp bớt cái thời gian mà mình mất thời gian, mình không 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 Mình được mong đợi mình mong hy đợi và vọng mình không có kế hoạch. Thì cái giai đoạn sau, khi mà mình vừa đi làm vừa đi học nuôi con, thì cái lịch của mình nó cực kỳ là dày đặc. Bởi vì buổi sáng thì mình đi làm từ 5 giờ. Cái công việc buổi sáng của mình là dọn vệ sinh ở trường, làm bắt đầu từ 5 giờ. Điều đó có nghĩa là mình sẽ phải dậy từ tầm 4 giờ hoặc là 4 rưỡi. Thì thường là mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con và đơn sáng ở. Anh thì khá là tiện, là nhiều khi nó hay có ready meals, hoặc là cái món gì có thể bỏ lò ấy. Ở nhà mình thì cái sinh hoạt của nhà mình hồi ở Anh nó hơi đặc biệt một chút, là hai mẹ con thường ăn 2 bữa, tức là ăn sáng rất nhiều, ăn sáng rất là no. Còn bạn Như thì đi học rồi nên sẽ có ăn bữa trưa nhẹ nhẹ nữa. Nhưng mà nếu như ngày cuối tuần chẳng hạn, hay là bản thân mình cũng thế, mình chỉ ăn 2 bữa thôi, tức là ăn một bữa sáng rất no và hơi muộn một chút, và ăn tối sớm. Nên là thường mình hay làm một cái món gì bỏ lò ấy, có thể là 30, 45, thậm chí 50 một tiếng. Nhưng mà mình bỏ lò sẵn ở đấy và có hẹn giờ rồi, nên là cũng không có vấn đề gì cả. Và thường thì mình sẽ viết nốt lại cho con ở trên bàn ăn, là trong lò có cái gì và ăn những cái món gì, và có những đồ gì mang đi nếu như mà hôm đấy bạn ấy mang cơm trưa đi. Vì bạn Như thì bạn ấy ăn trưa ở trường, tuy nhiên sẽ có một số buổi bạn ấy không thích lắm. Ví dụ như là bạn không thích ăn pizza, thì hôm ở trường có món pizza là bạn ấy bảo mẹ mang cơm ở nhà đi. Thì mình sẽ thêm một cái việc là chuẩn bị cơm trưa cho con nữa. Thì đấy, tất cả cái đấy mình làm hết từ lúc 4 giờ sáng, sau đó đến 5 giờ thì mình sẽ đến cái chỗ làm thêm. Và mình vẫn kịp về đưa con đi học nha. À, Bởi vì chị phải đi đi tới đó, chị làm việc buổi sáng sớm, sau đó quay trở về nhà đưa con tới trường. đúng rồi, nhưng mà cũng gần thôi, chỗ đấy cũng khá là gần, gọi là gần thôi, chứ còn là gần so với mọi người ở bên đấy, chứ còn nếu mà so với những người ở Việt Nam thì cũng khá là xa, vì nó hơn một cây, tầm một cây số đi bộ. Nhưng hồi đấy ở Anh như thế là gần rồi, dục luôn. Thì mình vẫn kịp về để đưa con đi học. Thì đấy cũng có thể là một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với các phụ huynh trong cái việc mà đồng hành cùng với con, đấy là dù bận thế nào thì bận, nhưng mà cố gắng tất cả những cái thời điểm quan trọng của con ấy thì mình nên có mặt. Ví dụ như là mình vẫn đưa đón con đi học được chẳng hạn. Vì mình với Như thì hay đi bộ, nên là cái khoảng thời gian đi bộ đấy là sẽ nói chuyện được rất là nhiều, Tâm chia sự. sẻ với và nó sẽ tạo ra một cái thói quen là con nói chuyện với mẹ, và có chuyện gì cũng chia sẻ với mẹ. Tất nhiên là một lúc mình làm ba công việc chính. Trong 4 năm đấy thì lắt nhắt có những cái công việc phụ khác, nhưng mà thường thì sẽ có ba công việc chính. Nhưng tất nhiên là mình sẽ phải sắp xếp để nó không lố cái giờ được phép đi làm của nghiên cứu sinh. Nên thường là buổi chiều thì mình sẽ có một cái buổi chiều tối tối thì mình sẽ làm lễ tân ở ký túc xá. Thế còn cái giai đoạn ở giữa là cái giai đoạn mình đi học. Mà có các cái session, có các cái buổi học thì mình sẽ đi học, hoặc là mình ra thư viện mình tự học.
Và còn đến buổi chiều cái giờ đi đón con ấy là mình sẽ đi đón con và sau đó là đi làm. Thì nhiều khi là cái lúc đón con ấy nó chỉ được 1 2 phút thôi, sau đó bạn ấy tự đi bộ về và mình thì đi bộ tiếp đến cái chỗ mình làm việc. Thế nhưng mà cái chỗ đến nó rất là quan trọng và mình vẫn gần như là không bao giờ bỏ. Vì sao? Vì lúc đấy là các bạn vừa mới học xong, có rất là nhiều chuyện kể, mọi thứ nó đang rất là tươi mới, đang rất là fresh ở trong đầu của bạn và bạn đang rất hứng thú. Nếu hôm đấy có gì đó hay ho hoặc có chuyện gì không vui là bạn sẽ muốn chia sẻ ngay cái lúc đó. Cái này mình nhận ra vì lúc đầu là mình cũng để bạn ấy tự đi bộ về nhà, rồi đến tối thì mình bắt đầu mới hỏi chuyện những lúc đến nó nguội rồi. Và nếu không thể thì bạn ấy nói là chẳng có chuyện gì cả. Thế lúc đấy mình cũng nghĩ là làm gì để có chuyện, một ngày đi học cũng có chuyện gì. Mình mới thử thay đổi là vẫn qua đón bạn bạn ấy, mặc dù chỉ được có 1 2 phút đi cùng với nhau một cái đoạn rất ngắn, sau đó con rẽ về nhà còn mẹ đi ra chỗ làm. Thế nhưng mà 2 phút đấy nó rất là nhiều chuyện, nên là sau đấy thì mình đã thay đổi cái routine của mình như thế, là kiểu gì cũng đón con. Còn cái giai đoạn đầu nhá, giai đoạn đầu tức là khi bạn mới sang ở lớp 4 này, lớp 4, lớp 5 là các bạn chưa được tự đi bộ ở nhà và không được phép ở nhà một mình. Đấy là đối với luật ở bên Anh. Bao nhiêu tuổi chị? 10, 12 tuổi hả? 9, 10, 90 tuổi, 90 tuổi là chưa được phép đi bộ về một mình và ở nhà một mình. Thì cái giai đoạn đấy thì mà, nếu mà mình không đón được thì mình vẫn phải nhờ bạn bè hoặc bạn bè đón hộ, hoặc là về nhà đấy chơi trong lúc mà mình đi vắng, hoặc là người bạn đấy ở nhà mình để coi con chẳng hạn. Có một cái ngoài lề một chút là ban đầu thì mình hay nhờ mấy cái bạn người Anh luôn, bởi vì cái khu chung cư ấy mình ở cạnh một bạn người Anh cũng làm PhD cùng ngành ngành lịch sử, hai đứa khá thân. Nhưng mà và các bạn khác nữa, các bạn khác thì các bạn nam thì có một cái đặc điểm là tụi nó rất là nhạy cảm về cái chuyện, vì con mình là con gái thì nam là các bạn rất khổ, các bạn đưa con mình về vào trong nhà và các bạn đứng ngoài chờ mấy tiếng đồng hồ cho đến lúc mình về, bởi vì các bạn ấy sẽ không ở trong trong một phòng kín với con gái mình. Nên sau đấy thì mình cũng không dám nhờ các bạn ấy nữa, mà chuyển qua nhờ các bạn người Việt hoặc là các ông bố các bà mẹ người Việt, thì nói chung là thoải mái hơn. Thì đấy là một cái gợi ý nữa cho các bạn, là các bạn có thể tận dụng được cái nguồn lực ở bên ngoài rất là nhiều, bạn bè mình, bạn nước ngoài cũng có, mà bạn người Anh rồi bạn người Việt rồi bạn cùng Đông Nam Á, nó hùng hậu lắm, nên là rất là hỗ trợ, rất Tận là hỗ dụng đó. Thì cái routine của mình thường là như thế, và đến tối khi mà mình đi làm về thì mình sẽ ăn tối sau, và network. con ăn tối sớm, ăn tối trước thì cũng tương tự như bữa sáng. Tối thì thường là mình làm cái món gì thì mình cũng làm trước và sẽ dặn con là có những món gì. Và sau này khi con lớn hơn một chút thì mình sẽ hướng dẫn con tự làm, sẽ tự nấu ăn cho bạn ấy, tự nấu ăn cho mẹ luôn. Và ngoài ra trường học cũng dạy nấu ăn, nên là có một số món bạn biết làm rồi thì bạn ấy sẽ làm. Ví dụ như dạy làm bánh, làm các món tráng miệng, thì có một ăn là bạn ấy sẽ lãnh cái phần làm đồ tráng miệng sau bữa ăn, nên là cũng ổn. Vì mình vì thế cho nên mình mới nói là với cái lứa tuổi tuổi đấy thì với mình là nó khá là lý tưởng, bởi vì các con bắt đầu học được cái nọ cái kia ấy và cũng bắt đầu tự chăm sóc bản thân mình được ấy. Quan trọng là dạy con cách tự lập tự sống. Thì em thấy cũng rất là hay. Vậy thì trong cái giai đoạn đó đó thì chị và bé có gặp cái trở ngại gì về tâm lý không? Tại vì làm cái câu chuyện bố bố mẹ ly hôn á, thì em không biết là nó có ảnh hưởng tới cái tâm lý của bé hay không. Và nếu có thì chị hỗ trợ bé vượt qua cái giai đoạn đó như thế nào? Cái câu chuyện này thì nó là giai đoạn sau rồi, giai đoạn ở Việt Nam rồi. Nhưng mà tức là mình cũng chia sẻ được một chút cái giai đoạn trước, bởi vì như mình nói là bố như về sau 6 tháng. Thì sau đó thì cũng không sang lại mấy. Giai đoạn đầu thì mình có thể đón sang được. Nhưng mà đến càng về sau thì tài chính nó càng khó khăn, nên cái việc đấy là khó hơn. Nên là gần như là không gặp nhau nữa sau mấy năm. Thì
Và đấy cũng là cái giai đoạn mà mình giằng co giữa việc là mình có nên tiếp tục cái cuộc hôn nhân này nữa không, và thứ hai là có chuyện gì đang xảy ra, tại sao là với một gia đình bình thường thì mình nghĩ là nó sẽ không thể nào mà tách nhau lâu được như vậy ấy, mà nó lại không có tương lai ấy. Ví dụ như là khá là nhiều gia đình họ lựa chọn là bố ở nhà, ví dụ bố ở trong ngành công an cảnh sát chẳng hạn và không được đi nước ngoài chẳng hạn, thì rất là rõ ràng rồi là bố sẽ và mẹ cố gắng hoàn thành công việc để về đoàn tụ gia đình. Thế nhưng với gia đình mình thì nó lại hơi khác một chút, là mình không biết là kế hoạch của bố Như là như thế nào, bởi vì sau đấy một thời gian thì bố Như cũng sang Canada để làm sinh, mà thực sự là cái này cũng không không bàn với mình nốt. Không có sự thảo luận với vợ. Nên là nó cũng không phải như các gia đình khác là thôi bố ở nhà và mẹ cố gắng hoàn thành để về đoàn tụ và gia đình nữa. Bởi vì lúc bố lại đi chỗ khác mất rồi. Không biết là tương lai của gia đình mình là như thế nào. Khi mà về nước thì mình biết rõ được cái lý do mà tại sao mà bố Như không sang nữa, thì lúc đấy mình cũng quyết định ly hôn. Cái giai đoạn mà chuẩn bị về Việt Nam nha cũng là một cái giai đoạn mà mình giằng co rất là nhiều. Thứ nhất là con đang quen với cuộc sống ở đây, cái giáo dục đang rất là tốt, nhưng mà nếu mà ở lại thì khá là nặng nề. Thứ nhất là về vấn đề tài chính, thứ hai là về học hành của mình đang bị trễ deadline rất là nhiều, và nếu mà ở lại thì mình sẽ buộc phải phải hoàn thành. Còn nếu như lưu thì cái kế hoạch nó sẽ kéo dài hơn được một chút. Nhưng mà cuối cùng mình cho con mình lựa chọn. Lúc đấy Cho bé quyết định. năm 13 tuổi thôi, thì có ba cái lựa chọn là ở lại này, thì con mà quyết định ở lại thì chắc là chị sẽ nỗ lực và chị sẽ phấn đấu bằng 2, bằng 3 gì đấy để có thể trang trải được chi phí cũng như là cái áp lực về học hành. Cái thứ hai là hai mẹ con cùng về, và cái thứ ba con sang Canada với bố và mẹ về. Thì bạn ấy lựa chọn là trong ba cái đấy, thì bạn ấy nói ngay từ đầu cái việc sang Canada Canada của bạn ấy là too scary. Và bạn loại cái đấy đầu tiên, cái đấy mình rất là bất ngờ. Mình nghĩ là có thể là bạn ấy thích ở nước ngoài nhưng bây giờ mẹ không ở Anh được nữa thì chắc là bạn sẽ lựa chọn đi với bố, nhưng mà không. Không có mẹ không an toàn. Còn cái và bạn ấy lựa chọn khá là nhanh, nhanh hơn là mình tưởng. Bạn ấy lựa chọn là đi về, bởi vì bạn ấy trong 4 năm, mình nghĩ là bạn ấy là người khá là hiểu chuyện ấy. Trong 4 năm bạn ấy chứng kiến hết cái sự vất vả của mẹ như thế nào khi mà cân bằng giữa việc học được nuôi con và đi làm thêm để kiếm tiền. Mình không biết là tốt hay là xấu, nhưng mà 4 cái năm đó đã gieo vào trong đầu bạn là con sẽ không bao giờ học tiến sĩ. Thế mẹ cực quá. Và cái thứ hai là con sẽ không sinh con. Con thấy mình nuôi con kỳ công quá. Ok, nhưng lúc đấy thì bạn còn rất là nhỏ. Đó thì bạn ấy quyết định là về với mình. Thì khi mà về thì nó có một số biến cố ở trong gia đình nữa. Khi mà về Việt Nam thì mình sẽ tìm hiểu được một số các cái sự thật nó dễ hơn, và lúc đấy nó giúp cho mình đi đến kết luận cái quyết định ly hôn nó nhanh hơn. Thì khi mà mình quyết định ly hôn thì mình chưa cho con biết, mình cũng chưa dám cho con biết. Nhưng mà sau khi mà làm thủ tục các thứ xong thì mình có ngồi trao đổi với bố Như là cần phải cho con biết. Bố Như thì không muốn cho con biết. Mình thì không hiểu sao, cũng chả có một lời khuyên từ ai đâu, mà tự nhiên là mình nghĩ là con cần phải được biết. Dù là trong lòng mình cũng rất là lo sợ là con sẽ bị khủng hoảng, sẽ bị trauma gì đó, và bị sốc hay gì đó vì vì cái sự thật này. Thế nhưng mà sau đấy thì mọi chuyện nó cũng dễ dàng hơn là mình tưởng. Tất nhiên là cái cuộc nói chuyện đấy nó không thể nào mà vui vẻ được rồi, thì cả ba người cũng cùng nước mắt ngắn dài và khóc lóc yểu. Và con cũng xin nghỉ học thêm một tuần, nên nghỉ học buổi chiều một tuần. Và bạn ấy cũng có một tuần bạn ấy nhốt bạn ở trong phòng và chỉ có khóc thôi. Thì mình cứ để cho các bạn bạn ấy tự đối mặt với cái nỗi buồn đấy.
Lúc đấy là bạn ấy được 13 tuổi. Thì mình cứ để bạn ấy cũng là tin rồi. Mình cũng nói mặt, mình cũng hỏi là mẹ có giúp gì được không, hoặc có cần gì mẹ không. Thì không, bạn chỉ lắc đầu và bạn ấy vẫn nước mắt chảy ra. Thì mình bạn ấy tự tự giải quyết vấn đề của bạn ấy. Sau đấy khi mà nó qua đi thì mình mới quay lại mình hỏi bạn ấy. Thì bạn ấy tất nhiên là với một cái câu chuyện như thế thì nó sẽ không thể vui được rồi. Thế nhưng bạn ấy nói là I saw it coming. Hai mẹ con mình rất hay vẫn 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 hay nói tiếng Anh với nhau. Nhất là với những cái chủ đề gì mà nó nhạy cảm và cảm thấy khó nói bằng tiếng Việt thì vẫn nói bằng tiếng Anh. Thì bạn nói là I saw it coming. Có nghĩa là con đã nhìn thấy cái vấn đề này từ trước. Nhưng là khi nó xảy ra thì cũng không, vẫn không vui vẻ gì, nhưng mà con biết là kiểu gì nó cũng sẽ phải Dự đoán trước rồi, dự đoán giải kết quả là như vậy rồi. quyết. Bởi vì bạn ấy thấy là rõ ràng là cái sự gắn kết với gia đình trong cái giai đoạn 4 năm ở Anh đấy là không nhiều lắm. Mặc dù là mình thừa nhận là bố bạn cũng rất là nỗ lực để khiến cho bạn ấy cảm thấy gần với bố hơn ấy, gần như là ngày nào cũng nhắn tin nhắn tin và video call và gọi điện. Sorry cái giọng chị tự nhiên lại chán Cũng tại này. nói nhiều mấy bữa trước quá. Sorry. Thì hoặc là cuối tuần chẳng hạn thì gần như là 24 trên 24 cứ để cái màn hình đấy. Nói chuyện với nhau rồi thích thì qua nói chuyện nữa, không thì cứ để thế để nhìn nhau sinh hoạt vậy thôi. Thì trong cái thời gian đấy thì bố bạn ấy cũng nỗ lực để trò chuyện với hai mẹ con rất là nhiều. Nhưng mà sau khi ly hôn thì giữa mình và anh ấy thì sẽ không không có một cái sự liên lạc nào nữa, ngoài những cái gì liên quan đến con thôi. Thế còn giữa bạn ấy và bố thì vẫn liên lạc với nhau, chỉ có mình với bố bạn ấy thì gần như là không liên lạc nữa. Thì mình nghĩ là cái việc đấy khá là tốt để bạn ấy hiểu, ít nhất là bạn hiểu là tình trạng gia đình của mình như thế nào để không bị kỳ vọng ấy. Cũng giống như mình ngày xưa ấy, khi mà mình biết là thà mình biết luôn là bố bạn ấy sẽ không bao giờ sang nữa, mình sẽ không có cái để mong chờ, không có cái để kỳ vọng, và mình sẽ lên cái kế hoạch không có sự hiện diện của bố bạn ấy. Thì với con cũng vậy, mình sẽ phải rất là rõ ràng một cái sự thật là bây giờ bố mẹ không sống chung với nhau nữa. Để bạn ấy có kế hoạch gì thì bạn ấy sẽ tự chuẩn bị, bạn ấy tự chuẩn bị tâm lý hay là tự chuẩn bị cái kế hoạch gì cho tương lai của bạn ấy thì bạn còn biết đường mà sắp xếp. Thế nên là mình vẫn nên làm thế. Có thể mỗi nhà mỗi khác, nhưng mà mình cũng đã chứng kiến rất là nhiều gia đình là cái việc đầu tiên của họ là họ giấu. Ý là mình cũng có những người bạn là họ giấu luôn, họ vẫn sống cùng một nhà, ly hôn rồi và mối quan hệ không hề tốt, nhưng mà họ sợ là ảnh hưởng đến con, rồi đứa trẻ mà có bố mẹ ly hôn nó sẽ rất là không hay, nên họ vẫn sống cùng một nhà nha, không nói cho con ly hôn nha. Nhưng mà thực sự là bất ổn, bởi vì cái năng lượng nó rất là xấu ở trong cái môi trường như thế, và bản thân bố bố mẹ cũng sẽ vẫn hằn học với nhau ấy, và con nó sẽ nhìn thấy Thấy nó sẽ không khác gì một gia đình chưa ly hôn mà mâu thuẫn cả, nên là mình nghĩ là không nên. Và thực ra là các bạn trẻ trẻ con các bạn nhạy cảm lắm, như bạn Như nhà mình còn bảo là I saw it không giấu được đâu, nên các bạn nên rõ ràng, các bạn chuẩn bị tâm lý. Mặc dù là không giấu được, nhưng mà khi mà bố mẹ chưa khẳng định là bố mẹ đã ly hôn thì tụi nó vẫn còn hy vọng, tụi nó vẫn còn hy vọng là có khi là không ly hôn đâu. Cái cảm giác này nó rất là khó chịu nha, nên là mình nghĩ là không nên như thế. Như thì đó, sau cái khủng hoảng của một tuần đầu tiên thì bạn ấy đã chuẩn bị tâm lý là gia đình bây giờ nó đi theo một cái kiểu mới rồi. Thì bố bạn ấy học ở Canada thêm một vài năm nữa, thì đến năm bố bạn học xong và về nước. Bây giờ mối quan hệ hai gia đình cũng khá là tốt, tức là bạn cứ đi đi về về, mình thì ở Hải Dương, còn nhà nội thì ở Hà Nội, thì bạn ấy đi về về hai nhà, và thường là cứ có ngày nghỉ. Được, bây giờ thì bạn ấy được nghỉ hè là bạn cũng cũng lên Hà Nội với bố này. Thế nên là nhiều khi bạn bè của bạn lại còn ghen tị, bởi vì cứ
ví dụ như hè vừa rồi chẳng hạn, Ừ. à, vừa đi nghỉ hè với mẹ 1 tuần ở Huế, xong Ừ. về mấy ngày thì bố lại gọi đi Hạ Long với bố. Giờ là Kiểu bị bạn bè ghen tị và được đi nhiều. như vậy đúng không? Nếu như là mình một nhà chắc chỉ đi một chuyến À dạ. Đi là một xong rồi. nhà. Trong cái câu chuyện của chị ấy, thì em thấy có cái điểm hay, tức là mình xem con như là không phải là trẻ con. Mình thẳng thắn thảo luận mọi vấn đề với nó, chứ đừng có nghĩ nó là trẻ con, nó không biết gì. Và điều quan trọng nhất là tôn trọng ý kiến của nó. Nên là em thấy trong cái cách dạy của chị thì đó chính là cái tip mà bất kỳ cha mẹ nào cũng cần phải lưu ý. Mặc dù nó là trẻ con nhưng không nên xem nó là trẻ con. À, mà thực ra là có những cái mà các bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn mình ấy, có những cái mà bạn ấy suy nghĩ mà mình, tức là mình không nghĩ ra được ấy, nên là nên để bạn ấy, các bạn ấy là người người quyết định hoặc là người tham gia vào những cái vấn đề lớn ở trong gia đình. Gọi là tham gia vào các cái quyết định liên quan tới gia đình. Con là một thành viên thì con có quyền tham gia, đừng có tách nó ra. Nên là À, ngay kể cả là cái việc con lựa chọn ở với ai cũng thế, mình cũng cho con quyết định. Cái này thực ra trong pháp luật là người ta cũng quy định thế, con 8 tuổi trở lên sẽ quyết định ở với ai. Nhưng mà mình không biết là cái này mọi người khi mà ly hôn thì có cho con làm cái việc đấy hay không. Bởi vì mình chỉ nghe thấy rất là nhiều cái câu chuyện về cha mẹ giành giật nhau đứa con, mà nhiều khi không phải vì yêu nữa đâu, thì vì ghét, ghét người kia ấy, biết là nó rất là quan trọng với người kia, mình giật cho nó bỏ ghét ấy. Xem con là một tài sản để Được tranh giành đố kỵ. cái là mình với cả bố Như thì không như thế, cả hai đều muốn tốt nhất cho con và đều cho con lựa chọn. Và bố Như cũng đưa ra lời khuyên là con nên ở với mẹ thì nó sẽ có những cái ích lợi như cái kia. Cũng khá là ổn. Và mình với cả bố Như cũng thường xuyên cho con biết là bố mẹ vẫn là bố mẹ tốt của con, chỉ là bố mẹ, cái lỗi này là lỗi của hai bố mẹ với nhau thôi, nó sẽ không liên quan đến con cả. Bởi vì nhiều khi đứa trẻ nó hay suy nghĩ là nó sẽ bị nghi ngờ cái sự tồn tại của nó ấy, trong những trong trong những cái gia đình mà bố mẹ bất ổn ấy. Bởi vì con cái nó là sự kết tinh của cái tình yêu đúng không? Thế nhưng mà bây giờ với những cái gia đình ấy là tình yêu nó không có nữa rồi. Thế thì mình đang là cái gì đây? Hoặc là kiểu hai người ghét nhau như thế, tại sao hai người lại lấy nhau và sinh con ra? Cái đấy là cái mà sẽ hay bị question. Thế nhưng mà bạn Như nhà mình thì không thế. Mình và bố Như đều cho Như hiểu là cho đến cái giai đoạn hai người kết thúc cuộc hôn nhân thì nó vẫn là một cái gia đình rất là hạnh phúc, và bố mẹ đến với nhau vẫn vì tình yêu, và con vẫn là kết quả của tình yêu, và đến bây giờ bố mẹ cũng vẫn rất là yêu con. Cái vấn đề duy nhất là lỗi của hai người với nhau trong cái cuộc hôn nhân, chứ con không liên quan đến con hết, là khá là ổn. Thì mình nghĩ là nó hơi lan man sang cái chuyện hôn nhân gia đình một tí, thế nhưng mà mình nghĩ là với các gia đình ly hôn thì có một cái lỗi rất phổ biến, bởi vì các bạn hay bị cái hận, thù hận ở bên trong ấy, nên thường hay xây dựng cái hình ảnh người kia, người bố hoặc là Không người mẹ. tốt. Nhưng mà nó rất là có hại, bởi vì ngay bản thân mình cũng thế thôi. Trong mắt mình, bố mình và với mẹ mình là những người đẹp nhất, bố mình là cái người đẹp nhất của giới nam chẳng hạn, mẹ là mẫu hình nhất của người phụ nữ. Thế nên là nếu mà các bạn mà cứ cố tình xây dựng hình ảnh người kia xấu ấy, là con mình nó sẽ bị confused, nó sẽ bị không biết là tin tưởng ai nữa. Thế nên là được cái là mình không làm thế, mình luôn luôn cho con thấy là bố của con rất là tuyệt vời. Thế còn những cái khác thì không nhắc đến, bởi vì thực ra những cái khác nó là chuyện người lớn, nó cũng không không liên quan đến các bạn, nên là ổn. Tất cả những cái định hướng của bạn ấy từ hồi bên kia, khi là bạn ấy muốn học nhạc cụ gì hay là định hướng tương lai của bạn ấy như thế nào, bạn vẫn hỏi bố và vẫn tin tưởng bố. Thế nên là vẫn rất là ổn. Thì mình nghĩ là một cái nữa để cho cái tâm lý của những bạn mà trong cái gia đình ly hôn nó tốt ấy, đấy là
không 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 có một cái sự thù hận gì ở trong cái mối quan hệ mới, ở trong cái hai cái gia đình mới này nữa. Bởi vì thực ra mình nghĩ là cái lý do để mọi người ly hôn là để kết thúc tất cả những cái mâu thuẫn và những cái năng lượng tiêu cực, để không còn cãi vã nhau, để không còn giận nhau nữa, để không còn thấy khó chịu khi anh hay đi uống bia hay là anh cứ về là quăng áo ra sàn nhà chẳng hạn. Thì đấy nó không phải là chồng hay là vợ mình nữa rồi để mà mình can thiệp. Thì cái mục đích của ly hôn là để cho cái môi trường nó đang không thể chịu đựng được nữa, nó trở thành cái môi trường mà chỉ có những cái điều tích cực thôi, thì sẽ đứa trẻ thôi. Thậm chí là bạn Như nhiều khi là bạn ấy thấy rất là cảm thấy là hơi khó chịu khi mà bạn ấy học mà cái môn giáo dục công dân ấy, và có những cái nó liên quan đến hôn nhân gia đình, tình yêu rồi ly hôn, rồi người ta cứ xây dựng hình ảnh là những đứa trẻ trong gia đình ly hôn là nó có vấn đề lắm. Nó khác luôn, nó bị định hướng. Bạn Như nhiều khi bạn ấy, những cái đấy là bạn ấy cảm thấy là khó chịu, hoặc là với một cái bạn học sinh cá biệt nào đấy và thấy là các thầy cô hay bàn tán với nhau và à bố mẹ nó ly hôn thà nào nó thế, là lại cảm thấy là bức xúc, bởi vì nó không liên quan gì, cái đấy nó không phải là label cho bất kỳ một cái gì cả. Hay bị định hướng như vậy, cứ thấy nó cá biệt là chắc chắn bố mẹ nó ly hôn đó, thành ra nó tạo cho tâm lý của đứa trẻ nó cũng bị confused. Nên là nhiều khi là bạn Như bạn ấy không không có vấn đề gì ảnh hưởng từ cái thực tế là bố mẹ ly hôn, mà nhiều khi bị ảnh hưởng từ cái mọi người nhìn vào ấy, người vào mà, và mọi người gắn mác ấy, là bạn ấy là con của một gia đình ly hôn chắc là sẽ thế này thế kia. Nhiều khi là Không có vấn đề mà bỗng trở nhiên thành có vấn đề. nên là mình với bà bố Như thì chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho cái việc là con sẽ chấp nhận là sự thật là gia đình là như thế và làm thế nào để cho nó không bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà không hề ý thức được là cái vấn đề bây giờ với con mình thôi nha, con nhà khác thì có thể khác, nhưng mà với con mình thì vấn đề lớn hơn đấy là khi mà mọi người phát hiện được ra cái sự thật là bố mẹ Như ly hôn thì sẽ nhìn như là một đứa trẻ có vấn đề. Thì cái đấy là mình chưa lường trước được. Mà tóm lại thì em thấy mặc dù là cái bối cảnh hôn nhân và học hành của chị nó không có được thuận lợi như người khác, nhưng mà cái hay ở chỗ là chị lắng nghe con, đưa con vào mọi cái quyết định trong gia đình, thì tôn trọng ý kiến của con, thì đó là điều rất là hay. Thì em nghĩ là đối với các cái bố mẹ nào mà không trong cùng cái môi trường giống như bối cảnh ly hôn á, thì cũng cũng nên cân nhắc xem xét cái ý kiến của con giống như cái môi trường của chị đó, thì em thấy rất là hay. Thì mặc dù mình không được cái này, nhưng mà mình rõ ràng là mình xem con là một thành viên rất là quan trọng của gia đình và có quyền cân nhắc đến cái quyết định của nó, nên là em thấy đó là một cái việc rất là quan trọng, nên nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình hình thành cái tâm lý cũng như nhân cách của một cái đứa trẻ. Thì em thấy mặc dù chị và anh đã ly hôn, nhưng mà đồng hành với nhau để mà giúp con lớn lên, không được gọi là đồng hành cùng con đó, mặc dù không có đồng hành cùng chị nhưng mà rõ ràng là có đồng hành cùng con đó, thì em thấy cái việc đó thì cũng rất là hay. Thì Chính xác là đồng hành cùng con, bởi vì mình là mẹ đơn thân nên là kiểu gì cũng có những cái nó sẽ bị mất cân bằng, sẽ có những cái mà đứa trẻ nó sẽ cần cái sự giáo dục từ người cha nữa, từ người đàn ông nữa, thì vẫn nên tạo điều kiện nhiều nhất có thể để con có thể gần gũi với bố. Tất nhiên là nhiều trường hợp nào không may mà bố là gọi là từ chối con luôn nên không bao giờ gặp lại nữa và cũng không yêu quý nó lắm thì đúng là bỏ tay, bởi vì mình Đúng không là người ta, mình không thể nào thay đổi người ta được. rồi. Thế nhưng mà nếu như mà có điều kiện ấy, ví dụ như những mẹ nào là mẹ đơn thân chẳng hạn và bố của các bạn đấy ngỏ ý muốn giúp đỡ hay là ngỏ ý muốn được gần con hay là muốn đón con, muốn cho con đi chơi đâu, thì nên tạo điều kiện nhiều nhất có thể, à, còn ưu tiên hơn ấy, bởi vì con đã không ở gần con mình nhiều như mình rồi nên ưu tiên cái việc đấy nhiều hơn, bởi vì kiểu gì nó cũng sẽ bị mất cân đối giữa việc là mẹ nuôi dạy và bố nuôi dạy. Đó, đúng rồi.
Đó, thì đúng là cái đó là cái điểm nhấn đó. Thì đối với những cái gia đình tan vỡ thì rõ ràng là thường nó sẽ có cái xu hướng vậy. Con mà may mắn á, thì sẽ được sự quan tâm của cả hai bên và không bị ngăn cản. Còn những trường hợp mà không được may mắn á, thì bố hoặc mẹ thường chia con ra và lại ngăn cấm không cho gặp đó, thì cái trường hợp rất là không may mắn cho cái sự lớn lên của đứa trẻ đó. Thì nếu như mà có ai trong cái hoàn cảnh này mà nghe được cái câu chuyện này thì cũng hy vọng đừng có để con nó bị ảnh hưởng. Cũng ráng để tạo môi trường cho nó được lớn lên một cách hạnh phúc. Thì không biết chị còn cái điều gì mà chị muốn chia sẻ thêm nữa không? Còn có cái châm ngôn gì không? Em mình nghĩ thì cũng có một số cái định nói sâu hơn, nhưng mà nó cũng quay lại một số vấn đề mà An cũng đã kết luận được. Đó là việc cho con cái sự lựa chọn nhiều hơn ấy. Có thể là mình sẽ chia sẻ thêm một chút về những cái thành tựu mà mình đạt được bây giờ, thành tựu việc nuôi con nhé. Không có thành tựu gì về học hành hết. Xấu hổ lắm. Thì mình nghĩ là nhiều khi cái hoàn cảnh đấy nó lại mài giũa ra được một đứa con rất là tự lập và có cá tính và biết nhìn nhận và khá là nhạy cảm. Thế nên nghĩ là cũng rất là tốt, bởi vì trong cái giai đoạn đấy thì con sẽ buộc phải tự lo cho mình rất là nhiều, bởi vì mẹ vắng nhà. Con cũng sẽ phải thích nghi với những người khác, vì con mình thực ra là cũng không phải là người dễ quen với những người mới. Thế nhưng mà mẹ không có ở đấy thì buộc phải đi theo một cái chú nào đấy bạn của mẹ, hay buộc phải đi chung xe với cái anh bạn cùng ban nhạc, kiểu kiểu như thế chẳng hạn. Thế nên là dần dần cho bạn ấy một cái sự thích nghi rất là tốt. Thì nhiều khi là bạn ấy may mắn mà cũng không may mắn có một người mẹ như mình đang học hành yên ổn ở Việt Nam thì bị sang Anh, khi mà tiếng Anh thì chưa biết một tí gì, vào một môi trường lạ hoắc lạ hơ. Và khi mà đang ổn định ở Anh thì mẹ lại lôi nó về Việt Nam. Có lẽ là mình nghĩ là cũng cần chia sẻ một chút. Vì nghĩ là có thể có nhiều mẹ cũng cần biết cái này, đó là cái việc giúp con tái hòa nhập ở Việt Nam nha. Tức là đang ở Việt Nam sang nước ngoài, làm nào cho con hòa nhập nó cũng đã khó rồi. Nhưng có một cái khó mà có nhiều người đi trước mình ấy. Còn với mình là việc mà tái hòa nhập trở lại Việt Nam ấy nó còn khó hơn, và tức là sốc văn hóa khi về Việt Nam ấy nó lại còn nặng hơn là sốc văn hóa khi ở nước ngoài. Thì cái đấy cũng đúng, và nó lại càng đúng với con nhà mình, bởi vì khi mà con nhà mình nó trở về thì nó bắt đầu vào tuổi teen rồi, nó 13 tuổi. Thì lúc đấy là nó đã có cái chính kiến rất là lớn, và nó lại ảnh hưởng cái văn hóa ở bên Anh suốt 4 năm nữa. Khi mà về Việt Nam nó sẽ có nhiều thứ nó không chấp nhận được. Từ việc học hành cho đến các cái quan điểm của người lớn cũng như là của trẻ em, cho đến các cái manner của trẻ em, có nhiều cái là bạn ấy cũng không không chấp nhận được chẳng hạn. Thế nhưng mà bởi vì khi mà mình về thì mình cũng không cho con học trường tư hay trường công, trường tư hay là trường quốc tế, mà con học trường công ở một tỉnh tỉnh lẻ, và một trường đấy là cũng tầm trung thôi, cũng không phải là một trường quá xuất sắc. Và cái lớp đấy thì cũng không phải là lớp chọn gì, mà hình như là lớp đệ nhất thì phải. Thế nên là kiểu như là bị mẹ đẩy vào xã hội và tự bơi, nên là cũng rất là tội nghiệp cho bạn ấy. Thế nhưng mà sau đấy thì cũng may là bạn ấy được rèn cái việc mà tự quyết định cho tương lai của mình ấy, từ khi ở bên Anh ấy. Nên là khi về thì bạn ấy sẽ nhìn nhận được là mình nên đi theo hướng nào. Cũng rất là bất ngờ khi mà năm lớp 9 bạn ấy quyết định sẽ thi vào chuyên tỉnh ở Hải Dương. Bất ngờ vì sao? Bởi vì lúc đấy tiếng Việt của bạn ấy còn rất là kém. Bạn ấy đi học bạn ấy không bao giờ kệ chép kịp cả, vì nó quá nhanh. Nữa thì cái kiến thức toán với cả tiếng Việt nó rất là khác. Năm đầu tiên là bạn ấy về là cuối năm lớp 7 thì bạn ấy đã không được lấy điểm vào học bạ bởi vì quá kém. Và các thầy cô nói là sang năm thì có thể là bạn sẽ bị lưu ban nếu mà vẫn học như thế này. Thế mà đến lớp 9 bạn ấy quyết định thi vào chuyên, bởi vì thi vào chuyên có phải là dễ đâu.
À, bạn ấy rất là nỗ lực, bạn ấy tự tìm thầy cô để học thêm, mẹ chỉ là người bỏ tiền ra thôi. Và bạn bạn thi chuyên này, thế là mẹ đi mò các hội nhóm để tìm tài liệu cho bạn ấy, mua tài liệu cho bạn ấy và để bạn ấy học. Và cũng dẫn bạn ấy đi thi rồi đi nộp hồ sơ lọ mọ từ Hải Dương lên Hà Nội, bởi vì trước khi thi 1 tháng thì bạn ấy quyết định là sẽ thi thêm chuyên ngoại ngữ và chuyên sư phạm, à chuyên ngoại ngữ trước, sau đó chuyên ngoại ngữ nó bị trùng với chuyên Nguyễn Trãi của Hải Dương, thì bạn ấy đăng ký thêm chuyên sư phạm nữa, vì chuyên sư phạm nó thi vào ngày khác. Thế là mẹ vẫn lọ mọ, mẹ lên mẹ nộp hồ sơ, là người cuối cùng nộp hồ sơ khi mà người ta vừa hết giờ rồi lọ mọ các hội nhóm để mua được cái sách luyện thi cho bạn ấy, sách photo thôi mà cũng mấy triệu và bạn ấy cũng cày được cả cái chồng sách đấy để cuối cùng có một cái kết quả tốt nhất có thể. Thì bạn ấy không đỗ được chuyên sư phạm liệt toán, thế nhưng mà bạn ấy đỗ được chuyên Nguyễn Trãi, nhưng mà không đỗ được bởi vì điểm chưa chưa đủ tốt, nên là bạn ấy xuống chuyên Nga. Thế nhưng mà cũng là một cái thành tựu mà gọi là mẹ cũng không thể ngờ được, bởi vì đến tháng 5 khi mà thi thử tốt nghiệp ấy, điểm của bạn ấy vẫn 3 cho cả toán và văn và với 3 điểm đấy thì công lập cũng không đỗ được chứ đừng nói đến chuyên. Mà hai mẹ con cũng ngồi với nhau sau cái lúc mà thi thử ấy, bạn ấy cũng rất là sốc và bạn ấy cũng rất là buồn, rồi bạn ấy khóc lóc, bạn ấy rất áp lực. Thì hai mẹ con cùng ngồi và vạch ra xem là cái tương lai nào là tốt nhất cho bạn ấy, thì cũng nhận là chuyên, thi chuyên chuyên Anh vẫn là tốt nhất cho bạn ấy, bởi vì nếu mà thi công lập thì các cái điểm khác nó sẽ nhân đôi, văn toán nó sẽ nhân đôi, khả năng đỗ lại còn thấp hơn. Nhưng mà các bạn ấy sẽ phải ít nhất là tốt nghiệp khá thì mới đủ điều kiện để thi chuyên. Nên bây giờ làm thế nào để văn toán được 6 điểm là cái điểm điều kiện để được thi chuyên thôi. Còn không, mình không đặt mục tiêu cao nữa. Mình đặt mục tiêu là văn toán được 6 điểm. Thì để được 6 điểm thì con sẽ phải làm đúng những câu nào để được 6 điểm. Hôm đấy là bạn ấy sẽ nhìn thấy cái giải pháp ấy nó tươi sáng hơn. Thế là mình sẽ tập trung vào cái đấy thôi, không tập trung vào hết tất cả các câu nữa. Tập trung vào 6 cái câu dễ nhất chẳng hạn, 6 cái đáp bài dễ nhất chẳng hạn. Cái này nó teaching to the test mà mình against, nhưng mà to some extent thì nó vẫn hiệu quả. Đó thì mình nghĩ là vì bạn ấy đã được lựa chọn, mọi thứ đều được lựa chọn từ khi mà bạn còn ở bên Anh, nên là đến lúc mà bạn về Việt Nam thì mình cũng nhẹ nhàng lắm. Mình nhớ là khi mà con học lớp 8 là các phụ huynh có con cùng lứa tuổi là gọi là như ngồi trên đống lửa, ngồi trên chảo lửa ở Việt Nam ấy, vì lo con cấp 3 mà mình vẫn không, mình bảo là ơ trường của nó mà sao mình phải lo nhiều thế hỏi là thế con định thi định cho con thi trường nào, cho con thi trường nào chứ, thì mình bảo không, con nó chọn thi trường nào chứ sao phải cho con thi trường Nó muốn thi trường nào nó thi chứ tại nào sao mình chọn cho nó được. Thế bây giờ cũng thế, con vào lớp 12 rồi là một số phụ huynh là họ đã dọn đường cho con xong rồi ấy. Tức là những phụ huynh mà họ đã định hướng cho con đi du học chẳng hạn là họ đã xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ đến ngày đến tháng là con xách vali mà đi thôi. Còn mình vẫn đang mông lung ở giữa, không biết là sẽ đi du học hay là sẽ học trong nước. Thế nhưng mà mình cũng không nóng ruột vì đấy là tương lai của nó mà. Mà thực ra là khi mà nó đã ở trong cái môi trường đấy ấy, nó sẽ biết tự tìm hiểu Tới giờ. rồi nói thêm một vài câu rồi em chốt là xong. Thì kết luận lại là khi mà con sang đấy thì con còn nhỏ thì tất nhiên là mình sẽ phải định hướng nhiều. Thế tuy nhiên là khi mà con đã đến tuổi teen rồi thì hãy trao cho con cái quyền nhiều hơn và sẽ hỗ trợ con hết mình nhá, chỉ cần là con mong muốn gì là mình sẽ hỗ trợ hết mình. Không biết là mấy ngày vừa rồi em có theo dõi một cái hot trend ở Việt Nam về quan điểm của một phụ huynh là đã phá thành công cái ước mơ học chuyên của con Không, em không biết, ấy. em không biết cái Thì hot hot nó gây ra trend tranh đó. cãi rất là nhiều, thì đấy là quan điểm của gia đình họ thôi, nhưng mà với mình thì mình nghĩ là
Việc mà con không đủ khả năng để thi chuyên mà bố mẹ cứ ép con học chuyên thì nó cũng xấu xí không kém thì việc là con mong muốn được học chuyên mà mẹ lại phá bằng được thì nghĩa là nó xấu như nhau. Thì bạn Như này thì được cái là mình cho bạn lựa chọn hết, cũng may là cái này nó cũng tình cờ thôi, là bên Anh họ cho trẻ con nó lựa chọn nên là để cho bạn lựa chọn. Tức là khi mà bạn học hết tiểu học để vào trung học thì các bạn sẽ tự lựa chọn trường. Các trường là họ chỉ đến làm việc với học sinh thôi chứ họ không làm việc với phụ huynh đâu. Họ sẽ khoe trường của họ, họ cái này cái kia hay lắm, họ dắt con mình đi xem trường, là cái đấy là con mình trải nghiệm hết chứ mình không được trải nghiệm đâu. Và sau đó thì nó sẽ về nó nói là có thích trường này trường kia. Thì bạn Như thì cũng đưa ra lý lẽ của bạn ấy, con trường trường A là cái trường thiên về khoa học này, con thấy là khá là hay nhưng mà nó là trường dòng ấy, trường của nhà thờ ấy, vậy là trường nữ sinh ấy, chỉ toàn nữ thôi, thì con nghĩ là nó cũng không ổn lắm trong cái sự phát triển của con. Cái trường thứ hai thì nó thiên về nghệ thuật, lúc đấy bạn đang rất thích thích nghệ thuật vẽ vời và âm nhạc thì là hợp với bạn ấy nhất. Thế tuy nhiên là lại không có nhiều bạn học trường đấy, và cái trường đấy thì uy tín, cái rank nó cũng cao hơn, thế nhưng mà không có nhiều bạn. Cái trường thứ ba là cả mọi thứ đều kém hơn hai trường kia. Rank thì không cao, cái nội dung học của nó là về toán và toán tin ấy, là cái không phải là điểm mạnh của bạn ấy. Rồi tức là mọi thứ đều thấp hơn hai trường kia, nhưng mà cuối cùng bạn ấy chọn chỉ đơn giản là phần lớn bạn thân của bạn ấy vào đấy. Mình cũng vẫn chấp nhận, nghĩa là con vui là được. Và bạn ấy cũng rất là happy ở cái môi trường mới đấy, và cũng có thể vì như thế nên là vì cái trường nó không được uy tín như hai trường kia, nên là khi mà bạn vào trường bạn ở trong top 5% những bạn mà có điểm mà thi tốt nghiệp tiểu học xuất sắc nhất, và đều vào một cái nhóm gọi là higher ability, giống như kiểu lớp chọn của mình ý. Thế nên là bạn ấy lại cũng có một cái môi trường rất là tốt để phát triển. Đó, và khi mà bạn ấy về nước thì mình cũng không nghĩ là bạn lại quyết tâm nhiều như thế để vào chuyên. Bởi vì lúc đấy bạn ấy đơn giản là bạn nhìn ra xung quanh và bạn thấy là ở Hải Dương thì chỉ có trường chuyên là cái trường cho bạn ấy cái môi trường học tập tốt nhất. Đó, À, và bạn ấy sẽ vào nó. được. Và đấy, như chị kể với em là chị làm mọi cách để chị hỗ trợ cái ước mơ của bạn ấy. Có một tháng để thi thôi, mẹ mò hết các cái hội nhóm để tìm tài liệu. Rồi đúng ngày hôm đấy bạn ấy quyết định thi là cái ngày hết hạn. Mẹ phi xe lên Hà Nội và nộp hồ sơ được đúng vào cái giờ chót, mặc dù cuối cùng bạn vượt hai cái trường đấy, nhưng mà ít nhất là mình đã làm hết sức để con mình có thể làm được. Còn hồi ở bên Anh thì bạn lại còn có một cái ước mơ nữa, cái đấy là từ lúc tiểu học, là bạn nói là sau này bạn sẽ làm nhạc công, và chị cũng cho bạn ấy học nhạc và chơi trong ban nhạc rất là bài bản, đến nỗi mà ông bà ở nhà thì vẫn cứ theo cái truyền thống thôi, cứ mắc bảo sao lại cho nó đi làm nhạc công, phải làm nào cho nó học giỏi như ít nhất là như mẹ chứ làm nhạc công làm gì thế nhưng mà mình không quan trọng, quan trọng là con thích. Và đến lúc mà về nước chị vẫn tìm hiểu nhạc viện để cho con có thể về học nhạc viện, học để đi theo chuyên nghiệp. Thế nhưng mà khi mà về nước thì bạn ấy nói là bạn ấy không theo âm nhạc nữa. Không thích nữa. Ok, hoàn toàn ok. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái thời gian mà bạn ấy học nhạc ấy cũng không vẫn không không thừa. Nó sẽ cho bạn ấy những cái tư duy rất là tốt mà mình không có thể nhìn thấy ngay được. Thế nên là chốt lại một lần nữa là Tôn phải trọng cho con. con tôn trọng con tự lựa chọn, cho con làm chủ cái cuộc sống của nó, vì đấy là cuộc sống của nó. Mình sẽ là người định hướng, nếu như mà nó có khó khăn nó cần mình giúp. Ví dụ như trong cái việc mà nó lựa chọn thi chuyên là chị vẫn để cho bạn ấy tự bơi, nhưng mà khi mà bạn ấy tìm đến chị và mẹ ơi con muốn học thêm thầy này, ok mẹ cho con đi học thêm và mẹ trả tiền cho con học thêm, nhưng sau một thời gian thầy này khó quá, bởi vì kiến thức của con nó rất là cơ bản mà học thầy này nó cao siêu quá, con chuyển sang thầy khác. Ok mẹ lại chuyển sang thầy khác. Đến lúc mà bạn bảo con muốn thi chuyên sư phạm nhưng mà con không biết là đề thi ở đấy nó như thế nào, ok mẹ đi tìm đề cho con. Hoặc là con muốn thi chuyên ngoại ngữ mà hôm nay là hạn cuối, mẹ có thể
nộp kịp hồ sơ không? Mẹ tức tốc làm đủ mọi cách để có thể nộp được hồ sơ. À, đó, khi mà con tìm đến mình, nhờ mình can thiệp, nhờ mình giúp đỡ thì mình sẽ giúp đỡ hết mình. Hay là con khóc lóc và con định từ bỏ cái ước mơ vào chuyên vì thi thử con chỉ có 3 điểm văn với toán này thì làm sao mà con có thể thi đỗ được? Thì mẹ vẫn ngồi phân tích với con là và vẫn nhìn ra là khả năng là con thi vào chuyên là hợp lý hơn. Bởi vì con có tiếng Anh. Ít nhất là tiếng Anh đại trà, rồi lại tiếng Anh chuyên nhân hệ số 3 là con có được nhân 4 và văn toán là 2. Trong khi là công lập thì là tiếng Anh hệ số 1 và văn toán là hệ số 2. Nó chỉ chiếm 1 phần 5 thôi. Trong khi cái kia là chiếm đến 2 phần 3. Thì cái khả năng thi chuyên nó lại vẫn hợp lý hơn. Thì khi mà con nhìn được mẹ phân tích như thế thì con cảm thấy là ổn hơn cho cái định hướng của mình. Và như mẹ đưa ra gợi ý là bây giờ là mục tiêu là được 6 điểm. Không 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 cao xa nữa, không ước mơ cao xa nữa, tập trung vào 6 cái câu dễ nhất để làm 6 điểm vì mình chỉ có 1 tháng thôi. Đó, mình sẽ tôn trọng tất cả các cái quyết định của con, các cái ước mơ của con. Và khi con đang khó khăn với chính ước mơ của mình, chính lựa chọn của mình, thì lúc đấy mình ra tay. Nhưng mà mình ra tay không phải kiểu đấy, ta đã bảo ngay từ đầu mày cứ mơ mộng viển vông. Mình sẽ không không làm cái kiểu đấy, mặc dù đấy là ước mơ của con và đôi khi nó sẽ là cái mà lúc trước mình không không thích lắm, nhưng mà mình vẫn hỗ trợ nha, vẫn support hết sức có thể để con có thể thực hiện được cái ước mơ đấy. Còn khi mà mình đã hỗ trợ hết sức này, con cũng đã nỗ lực hết sức mà không thực hiện được, ví dụ như là con trượt hai trường chuyên ở Hà Nội chẳng hạn, thì mình cũng không có gì phải hối tiếc cả, bởi vì khả năng mình đến đấy thôi, mình đã làm được hết sức rồi. Nên là nói tóm lại là dù trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, môi trường nào thì cũng nên xem con trẻ là một cá thể có quan điểm sống riêng và phải tôn trọng nó. Thì chị đã làm được cái điều đó thì hy vọng là các mẹ khác, kể cả em, cũng phải cố gắng thực hành theo. Đừng có nghĩ nó nhỏ mà nó không có không biết gì. Chị thôi, cảm ơn chia sẻ của chị Hà. Em cũng không có lấy nhiều thời gian của chị nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và bé nhiều sức khỏe, kể cả ông ngoại của bé. Cảm ơn em. Sẽ Cảm chuyển ơn lời chị lại. nhiều. Cảm ơn em nha.